đi chơi tròn với anh Thánh là chơi về chơi đó. Dắt mấy anh em đi chơi luôn, chơi tới sáng luôn. Rồi ok, có chiếc xe nào đẹp đẹp giới thiệu anh em ơi. Xe thì nhiều quá trời luôn, giờ biết giới thiệu rồi. Anh em cứ vào YouTube Thịnh Bến Tre mà xem là thấy liền đúng không. Xe nhiều mà cứ quá trời luôn, 100, 200, 300, 400 nhiều lắm anh em nha. Anh em cứ qua liền. Quá trời luôn. Quá trời luôn hả? Cho nợ, cho thiếu, giao luôn, trao đổi hả? Anh em không đủ tiền chứ nợ lại hả? Quá trời luôn hả? Hả? BM hả? Quá trời luôn hả? Honda, xe ô tô, rồi quá trời luôn, anh em cứ qua lựa nha. Cảm ơn anh em nha.